Q&A số 4, Zoro và Sanji có chiến tiếp, Luffy sẽ còn được buff những gì? Ayo anh em, rất vui được gặp lại anh em. Đến hẹn lại lên, hôm nay lại đến ngày lên sóng, chuyên mục hỏi đáp của channel Hồ Sơ One Piece. Những câu hỏi hay ho và thú vị của anh em đặt ra sẽ được giải đáp trong video này. Nhắc lại một tí về hình thức, bọn mình sẽ tạo chuyên mục Q&A mỗi tuần trên tác cộng đồng của kênh Hồ Sơ One Piece và group Facebook mang tên Top Manga. Mỗi bạn sẽ được đặt hai câu hỏi về One Piece những câu hỏi có số like nhiều nhất và vấn đề thú vị nhất sẽ được chọn để lên sóng. Ok, không lòng vòng nữa, vào nội dung chính luôn nhé. Action thôi! Số 1. Ai sẽ chặn CPO? Zoro và Sanji có tiếp tục chiến? Câu hỏi đầu tiên của bạn Rin Chang, Rin Chan. Sau khi hạ Okaban thì rổ và sạn có thể đánh tiếp không? Ai là người có thể chặn quân chính phủ nếu không phải tảo và lông mày xoắn? Về ý đầu tiên, theo mình, chắc chắn cặp đôi bằng mũ rơm sẽ có thể chiến đấu tiếp nhé bạn. Cùng phân tích một chút, đầu tiên là về anh ba, nếu là sạn màu cam của trước đây thì mình không chắc, nhưng anh ba của hiện tại thì hoàn toàn có khả năng cầm bách. Về Sanji đã thức tỉnh được Mã Gen siêu chiến binh, nó giúp sạn có khả năng hồi phục chả khác gì hệ doan thức tỉnh. Trong trang 1028, sau khi dính đòn tất sát của quy bệnh dịch, anh ba đã thức tỉnh Mã Gen và hồi phục ngay lập tức, dù lúc đó xương khớp của anh ba đã bị gãy gần hết. Điều này khiến một bác sĩ như Chopper cũng phải há hốc mồm. Đây quả là năng lực bá đạo. Sau khi anh ba hạ Okaban thứ hai bằng bách thú, anh cũng đối sức và gục ngã. Có thể năng lực hồi phục của mã gen cũng có giới hạn. Tuy có thể hồi phục cực nhanh, nhưng dường như nó không liên tục. Tức cần một khoảng thời gian để Sanji có thể dùng lại năng lực siêu phục hồi. Máy thay, dù đã ngất, nhưng anh ba lại ngất vào lòng mỹ nhân. Nhờ có Osome chăm sóc, sẵn sẽ dễ dàng hồi phục hơn. Thứ đáng lo ở đây là khi anh ba tỉnh dậy mà thấy vây quanh toàn gái sinh thì anh sẽ phụt máu mà chết. Như vậy, việc anh ba sớm trở lại với một thể lực sung mãn là chuyện khả năng cao sẽ xảy ra. Vấn đề chỉ là thời gian. Đến với Zoro, anh chàng đầu tảo thì thảm hơn. Dù được buff mạnh tay, nhưng Oda lại sơn màu cho rổ theo hướng sát thương. Vì vậy, về cơ bản thì tảo không hồi phục nhanh như xạ được. Chưa kể, trước đó anh chàng đã bị thương rất nặng sau cuộc chiến với hai tứ hoàng. Sau đó còn án hành cả bó với King với tác dụng phụ của thuốc minh tộc zoro sẽ bị x hai cơn đau tuy nhiên ta đều biết đầu tảo là con quái vật của sự chịu đựng anh là người chăm chỉ trai hát nhất băng mũ rơm nên khả năng hồi phục thuần túy của tảo cũng rất đáng nể nếu không muốn nói là như kẻ ăn doan hai năm trước trong trận chiến với bạo chúa kuma zoro đã nhận hết cơn đau của luffy cộng với những vết thương sẵn có kuma nhận xét tảo nhất định sẽ chết nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để đứng ở đó đến khi sanji phát hiện ra Độ châu cùng ý chí quyết tâm của đầu rêu là không phải bàn vì nó đách phải ghế. Mình tin rằng nếu tình hình tồi tệ hơn, Zoro sẽ tiêm mũi thứ hai để đánh tiếp. Điều này tương tự như Luffy từng làm. Để cứu Ace, Luffy đã chấp nhận giảm tuổi thọ để tiêm hai mũi hóc môn của Ivan Cốc. Tóm cái váy lại thì chắc chắn đôi cánh vũ hải tặc sẽ chiến tiếp. Vì đây được cho là cuộc chiến lớn nhất One Piece đến thời điểm hiện tại. Big Kai chỉ là phản diện hồi một, sẽ có thêm nhiều tay to mặt bự khác. Với sức mạnh của mình, và sạn rõ ràng là chủ lực không thể thiếu cho hồi sau. Đến với ý thứ hai, nếu không phải hai thanh niên này, thì ai sẽ đủ sức cản người của chính phủ? Mình xin vote cho một số nhân vật sau. Đầu tiên là Jinbei, quá rõ ràng. Ngoài bộ bao quái vật, thì hiệp sĩ biển là nhân vật mạnh nhất băng và ông cũng là người dày dạn kinh nghiệm nhất với thâm niên và sức mạnh của mình, Jinbei nhất định đủ sức đánh với CPO. Kể đó là Yamato, như mình từng nói ở video trước, cô nàng đang là đồng minh mạnh mẽ của phe samurai, nhưng Yamato chưa có cơ hội ra mắt các thành viên việc cô giúp Robin cũng như một cuộc gặp gỡ giữa các thành viên trong băng tạo cơ hội cho Yamato gia nhập sau này. Và lại số người đủ sức ăn được điệp viên cũng không còn nhiều. Những CPO này ở trình cao hơn các Tobi nên rất nguy hiểm. Trước đó, Oda cũng cho Yamato đụng mặt Robin và Brook. Biết đâu đây là ẩn ý của tác giả. Cuối cùng là Marco, anh chàng gần như là MVP của giai đoạn đầu cuộc chiến khi chọn bích măm một tí rồi cân luôn hai Okaban. Trong lúc Zoro hỗ trợ Luffy ở đỉnh sọ, còn anh ba bận làm thợ lặn. Hiện tại, chỉ huy số 1 bằng dâu trắng chưa được xét kèo với ai. Nếu là anh thì mình tin điệp viên cũng là hạng DBRR mà thôi. Ngoài ra, cũng có một số thành viên có thể giúp bảo vệ Robin như Brook, người đang đi cùng quý cô băng mũ rơm, hay Frankie cũng có khả năng dù hơi khó cho hai người này. Số 2. Điều gì sẽ xảy ra nếu Big Kai bị hạ? Boss tiếp theo của One Piece. Câu hỏi kế đến của bạn Hao Trần. Bạn đặt đến 3 câu hỏi, nhưng theo quy định thì mình chỉ trả lời hai câu thôi nhé. Mình xin phép trả lời câu 1, đó là Big Kai bị hạ thì thế giới mất gì và được gì? Câu 3, sau Ark Wano thì ai sẽ xuất hiện? Shiki, đen hay một thế lực khác? Còn về câu 2, đó là suy nghĩ của mình về việc King và Queen bị hạ quá nhanh thì bạn có thể xem lại các video trước nhé, mình cũng đã nêu ra nhiều quan điểm về vấn đề này. Cơ bản thì mình thấy vẫn hợp lý vì One Piece mạnh về cốt truyện và tình tiết hơn là cảnh đánh nhau và Oda đã set up các ẩn ý về sức mạnh Zoro và Sanji trước đó rồi. Trở lại với câu 1, theo mình thì trong Aquano có thể chỉ có Kaido bị hạ, còn Big Mom thấy nguy sẽ rút. Bà ta khác với Kaido, Big Mom không phải người thích tử chiến hay có tính cách hiếu chiến như sinh vật mạnh nhất. Chưa kể đối thủ hiện giờ của bà ta là Kid và Lo, hai thanh niên này mình vẫn tin sẽ nâu đo. Còn nếu anh Đô bị hạ thì sao? Oda cũng đã spoil nhẹ điều này qua lời nhận xét của tên Spio trong chat 1036. Cụ thể, tên điệp viên nói rằng nếu các hải tặc trẻ chiến thắng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai thế giới. Vậy thế giới sẽ mất gì và được gì? rất rõ ràng thế giới sẽ mất đi sự cân bằng và ổn định vốn có dù chính quyền đang thao túng cả thế giới nhưng nhìn chung thì thế giới vẫn ổn định nhưng nếu tứ hoàng bị mất một ghế thì các hải tặc trẻ cũng như các đế hoàng khác sẽ sâu xa lãnh thổ và chính phủ cũng có cơ hội thâu tóm nhiều vùng đất cộng với việc shichibukai bị bãi bỏ thế chân vạc đã mất hoàn toàn chiến tranh sẽ sớm nổ ra khắp nơi thế giới sẽ rơi vào khốn khổ cực độ đổi lại đây cũng là cơ hội cơ hội cho choi boy cơ hội cho kẻ mang đến bình minh sau trận này, Luffy và đồng đội sẽ có địa vị và sức mạnh khác hẳn trước đây. Đây là thời điểm trong lời tiên tri, nơi mà kẻ mang đến bình minh, vị vua thật sự theo lời của các vua biển trở nên trưởng thành, đủ sức thách thức cái ác, đem lại hòa bình cho cả thế giới. Về câu 3, mình vẫn cho rằng Shiki sẽ không xuất hiện, cũng như Oda không tạo ra phản diện mới nào khủng như Kaido. Aguano đã quá dài, dự rằng phải tầm giữa năm 2022 thì ác mới đến điểm cuối. Như mình đã nói, Big Mom có thể sẽ thoát, còn đó dâu đen, Akainu và Hải quân Ngũ Lão Tinh và Im Sama quá nhiều phản diện mạnh, Suki có lẽ không xuất hiện nữa. Nếu có thì chắc sẽ ở movie anh em à. Những kẻ có đơn diễn sau này chắc chắn là Luffy, băng dâu đen và phe chính phủ. Số 3, Sanji vs chỉ huy số 1, Yamato và Ben Beckman. Comment của bạn Thuận Đức Câu 1, Sanji cộng bộ giáp có hạ được chỉ huy số 1 không? Câu 2, Yamato có hạ được Ben hay đối đốc hải quân không? Mong cây ngày càng phát triển. Đầu tiên thì cảm ơn em nhé. Nhớ like và chia sẻ để kênh được phát triển hơn nhé. Thank you so much. Về câu hỏi, đầu tiên là câu 1. Theo anh thì Sanji có hay không có bộ đồ cũng không còn quan trọng lắm em mà. Vì xã đã thức tỉnh mã gen, nó cũng đem lại cho anh ba những năng lực tương tự bộ hắc tàng mà thôi. Chỉ là anh ba mất đi khả năng tàng hình. Và anh cho rằng Sanji đang ở trình chỉ huy số 1. Vì hạ xong Queen thì anh ba cũng hết sức. Nhiều bạn cho rằng Queen tiệm cận kinh vì tiền truy nã của họ suýt sát nhau nhưng vì kinh ẩn đi sức mạnh của mình mà thôi. Tên này thật sự bá hơn Queen, anh ba cần một sát thương kinh khủng hơn mới hạ được hắn. Khá khó nhưng mà đấu chiến thì mình vẫn vót sạn thắng dù rất khó khăn. Kể đến là câu hỏi về Yamato. Quan điểm cá nhân của mình cho rằng con gái Kaido có thể chỉ ngang Ben cũng như Đô Đốc vì mình đánh giá thuyền phó băng tóc đỏ ở trình Đô Đốc Hải quân nha anh em. Có thể mọi người sẽ cho rằng Yamato cầm chân Kaido lâu như vậy lại còn có ba khí cấp cao và doan thần thoại cô phải ở cái tầm Luffy và ăn đứt đô đốc nhưng cá nhân mình không đồng ý Yamato cầm trên cây đô lâu vì cô từng đánh với cha mình rất nhiều lần cô hiểu rõ các đòn đánh của ông ta chưa kể Yamato chưa thể hiện haki quan sát và haki vũ trang quá đỉnh cùng với đó là kinh nghiệm chiến trường không thể hơn Ben hay các đô đốc nên nếu đô đốc và Ben Beckman là 10 thì mình chỉ đánh giá cô nàng đạt 9,5 đến 9,75 so với đô đốc dù vậy Yamato có tiềm năng cực lớn chỉ cần ra đời làm ăn bươn trải thêm thì cô sẽ bá con mợ nó đạo hơn Số 4. Dâu đen đến Wano Câu hỏi kế đến là của bạn Lộc Viết Bùi. át nghĩ Lù còn được buff không? Dâu đen có đến Wano hay không? Theo mình thì Lù sẽ còn được buff dài dài nhé bạn. Đầu tiên và dễ nhận thấy nhất là sức mạnh trái ác quỷ thức tỉnh. Mình hiện tại vẫn cho rằng Oda sẽ chưa để Lù có được năng lực này trong trận với Kedo. Vì sau chắc 1036, ta có thể thấy Luffy đang so găng ngang với Kedo. Vị tứ hoàng giờ cũng chỉ còn tầm 80% sức mạnh do chiến với quá nhiều đối thủ liên tục. Nếu vội cho main thức tỉnh trái Gomer thì Oda sẽ dính phốt nạp VIP liên tục. Ngoài ra, nếu thức tỉnh xong thì Luffy vẫn được buff thêm nhiều trạng thái khác nhau. Như Gear 4 cũng có nhiều phiên bản. Chưa kể, tác giả đang ẩn ý về mối liên hệ giữa Luffy và thần mặt trời Nika. Cộng với việc một định nghĩa sức mạnh mới được gọi là quỷ khí vừa mới ra đời. Sau đó Zoro lại tự nhận là vua địa ngục Danh hiệu này đối lập với các thần mặt trời Nika vì thần mặt trời vô được xem là đại diện của ánh sáng. Có khi tác giả cho anh mên luôn quả năng lực gọi là thần khí đấy anh em ạ. À. Có quỷ khí của vua địa ngục thì có thêm thần khí của thần ánh sáng cũng hợp lý mà. À đây là mình chém gió thôi nha anh em. Về phần dâu đen đến Wano thì khả năng cao sẽ xảy ra. Vì ác Wano được xem là to bự hơn ác Marineford, cần thêm nhiều lực lượng khủng tham chiến để biến Wano Battle trở thành đại chiến lớn nhất. Dâu đen cũng đang định đi lấy thứ gì đó và hắn cùng đàn em đã hành động mình cũng rất hào hức chờ tên này xuất hiện để xem hắn và các đội trưởng Titanic mạnh đến cỡ nào. Số 5. Boa có hóa đá được Pika Câu hỏi của bạn Văn Tuấn Câu 1. Boa có hóa đá được Pika không? Theo anh là được nha em. Về cơ bản thì Pika rung động trước Boa Hancock. Dẫn đến con bếp là mù con mắt thì vẫn hóa đá như thường. Tên này điều khiển đất đá tạo ra lớp giáp bên ngoài cũng như di chuyển trong đất nhưng năng lực của nữ vương hải tặc lại là hóa đá toàn cơ thể. Ta có thể thấy những kẻ bị dính đòn khi vỡ ra không hề thấy máu hay nội tạng, chứng tỏ Boa đã hóa đá tất cả. Nếu Pika bao bọc cơ thể bằng đá thì Boa vẫn cho hắn ngắm gà khỏa thân. À điều này chỉ đúng nếu hắn mê Boa thôi nhá. Câu 2. Dự đoán tiền truy nã bằng mu dâm. Về câu này thì anh sẽ làm hẳn một video riêng nhá. Hẹn em sau. So. Vì câu 2 mình đã nách nên mình sẽ trả lời câu 3 nhé anh em. Nếu Smoothie có ở Marine Fork rồi hút khô xác của Oa, sau đó tung một chém thì sao? Theo anh thì cô sẽ hóa khổng lồ và nhát chém đó sẽ có uy lực rất lớn, nhưng nó cũng bình thường thôi, vì trong trận chiến toàn dân cộng cán như vậy, thì một nhát chém của người khổng lồ chỉ có chức năng dọn lính. Bonus thêm câu hỏi của bạn Đạt Hữu nhé, anh rất đẹp trai phải không? Đúng rồi em, nếu để so sánh thì phải đem anh so với cả Lee Minho hay những anh chàng BTS nhé. Anh ít nhất phải được 9,9 điểm nếu so với các idol Hàn Quốc. À, anh đang nói đến 9,9 điểm trên thang điểm 100 điểm nhá. Đuổi tí thôi. Trên đây là Q&A số thứ tư. Rất cảm ơn anh em đã đón xem. Nhớ like và đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với hồ sơ One Piece. Chúc anh em một ngày tốt lành. Goodbye!